Khi vào thôi. Cho Chanu là giỏi nhất. Chanu à, sao bạn lại dám nói như vậy chứ? Nếu như không nhờ có mình thì đội của mình sẽ không thể nào thắng được. Bớt khoe khoang đi. Đá banh là mình đói bụng quá à. Minchi, mình kiếm cái gì ăn đi ha. Được thôi Đơn Đơn à, mau đi thôi. Mình nên ăn cái gì đây? Ăn gì cũng được. Chờ một chút. Mình rất xin lỗi nhưng mà các bạn có thể khao mình ăn bữa nay có được hay không hả? Xin lỗi gì chứ, bạn bè chơi thân với nhau để làm cái gì hả? Nếu vậy thích ăn gì thì tự trả tiền ấy. Vậy cho công bằng. Tại sao lại vậy chứ? Chanu à, xin lỗi nha. Mình chỉ đem đủ tiền cho mình thôi à. Chán rồi. Thì có phải là Sakka? Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra chứ? Mimi và Babi đã cùng mẹ đi siêu thị mua đồ rồi. Đây là cơ hội của mình. Nó ở đây. Mình tin đây chắc chắn chính là ý tưởng của Babi rồi. Nhưng mà cái này chỉ là trò đùa đối với chị thôi em à. Đồng tiền bị rơi chứ. Thứ tự từ người một thôi. Cái gì vậy? Sao tự nhiên có nhiều người xếp hàng quá vậy chứ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếc tuyệt lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Mình thiệt là giỏi quá. Vậy là mình có thể có một phần rồi. Nè bạn. Bạn là ai vậy? Trước giờ mình chưa từng gặp bạn. Bạn muốn lấy đồ ăn miễn phí hả? Cái này là phát cho người nghèo mà. Đúng vậy đó. Từ hôm qua tới giờ mình đã không được ăn gì hết. Vì vậy hiện giờ mình rất đói bụng và mệt. Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Bạn đúng là cô gái nghèo khổ nhất từ trước tới giờ mình từng gặp. Người kế tiếp. Dạ, con tới liền. Con xin cảm ơn. Ôi trời ơi, là chơi cho đu sao? Đừng nói là bạn đến đây để nhận đồ ăn miễn phí vì không có tiền nha. Vì sao anh Huy lại ở đây vậy chứ? Bạn làm cái gì ở đây vậy hả? À, mình với mẹ mình làm từ thiện ở đây. Bạn hãy tới đây đi, mình sẽ phát cho bạn. Mình là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, có trái tim nhân hậu và hoàn hảo mọi mặt. Mình sẽ đối xử tốt với bạn, cô gái xấu xí à. Hả? Cô gái xấu xí? Rất tầm thường. Rất tầm thường? Và nghèo khổ nữa. Điều đó bình thường, bạn không nghĩ như vậy sao? Nghèo khổ? Mình rất tức giận, nhưng dù sao khi nghĩ tới bánh ngọt và bánh quy thì ôi trời ơi, có cái gì dính trên bánh à, rồi. Đó là phần ngon nhất của bánh, đừng có bỏ phần ngon nhất nó đi mà. Dừng lại đi. Đây nè.
một cái bánh quy nữa. Chờ mình một chút. Ôi trời ơi, trên đây cũng có dính cái gì nè. Vụn sô-cô-la bị lấy mất hết rồi. Như vậy còn gì để ăn nữa chứ. Hai con đang làm cái trò gì vậy hả? Theo ta vào đây. Đây là những người già, hai con cần phải chăm sóc hôm nay. Hai con nhớ phải cố gắng nhiệt tình giúp đỡ họ làm việc lặt vặt. Nếu có bất cứ ai phàn nàn điều gì về hai con thì hai con sẽ không được về nhà ngay hôm nay. Dạ. Hình như mấy cụ già này rất thích ngồi nói chuyện với nhau. Chắc là họ sẽ ngồi đây nói chuyện suốt ngày đó. Bà ơi bà, bà mệt không? Con đắp lên cho bà nha. Bà ơi bà, con làm vậy bà có thấy dễ chịu hơn không? Cái này đẹp quá, cho ta đi. Bà ơi bà đừng kéo tóc của con. Quá đẹp quá, cho ta đi. Bà ơi, đuổi theo ta đi. Bà ơi, bà. Bà ơi mà, bà cho ngoài để con đưa bà vô phòng nha. Mà bà ơi, hồi trưa bà ăn món gì vậy? Dễ chịu quá. Bãi đã quên xả nước rồi, sao nước không xuống vậy chứ? Hình như là bị hư mất rồi. Xuống đi, xuống đi, xuống. Bà hãy nằm xuống ngủ một chút đi. Nhưng mà bà ơi, Ân Hôi đâu rồi? Cô bé xinh đẹp hả? Cô bé bỏ đi cũng khá lâu rồi. Dám bỏ chạy trước rồi sao? Nếu vậy thì mình cũng phải trốn về thôi. Con đi đâu vậy? Tính bỏ trốn à? Dạ, tại vì Ân Hôi đã bỏ đi trước rồi. Dạ con cũng không thể chịu nổi nữa đâu. Mục sư không biết đó chứ, chăm sóc bà khó lắm luôn. Chăm sóc bà cụ đó thật sự không hề khó chút nào. Tính tình của bà cụ ấy có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thật ra bà cụ rất hiền lành. Do bị chứng mất trí nên hành vi và suy nghĩ của bà giống như một đứa trẻ vậy. Bà ấy thật ra đang chơi đùa với các con, vì bà ấy chưa từng được chơi đùa với bạn bè bao giờ. Bà cụ ấy chưa từng chơi đùa với bạn bè bao giờ sao? Đúng vậy, nguyên nhân là như thế này. Khi bà cụ vẫn còn là một đứa trẻ, vì chiến tranh xảy ra, gia đình bà phải sơ tán từ Pyeongchang đến Seoul. Nhưng thật không may, trong lúc trên đường chạy trốn chiến tranh, bà đã bị lạc mất mẹ của mình. Kể từ lúc đó, bà cụ ấy đã phải sống mồ côi một mình. Và cũng vì phải đi làm để kiếm sống, nên bà đã không thể tới trường để học. Tối hôm qua bà có xem không? Nó không có hay có đúng không? Và lớn lên một chút, bà cụ đã bắt đầu đi bán kim bắp. Tuy hoàn cảnh rất nghèo khó, nhưng bà rất tốt bụng, sẵn lòng cho miễn phí những người khó khăn hơn. Bà cụ đã bán kim bắp trong thời gian khoảng 12 năm, và đương nhiên bà cũng kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng bà đã quyết định, đã tặng số tiền dành dụm của mình để giúp đỡ các học sinh nghèo. Bà cụ không bao giờ muốn khoe khoang sự giàu có của mình, và đặc biệt không bao giờ tham lam bất cứ thứ gì. Suốt cả cuộc đời bà ấy luôn sống vì những người nghèo và khó khăn. Trong khi đó thì con lại nói dối để được nhận phần bánh miễn phí. Để vậy vừa rồi con còn nghĩ bà cụ rất xấu tính và khó chịu nữa. Thôi được rồi, con đừng khóc nữa. Con có thể học hỏi từ bà cụ đó và trở thành một cô gái tốt.
Tới giờ rồi, ta đi một chút và sẽ quay lại. Bà ơi bà, bà thức dậy rồi sao? Sao con vẫn ở đây vậy? À, tại vì con muốn chờ tới khi bà thức dậy để chào tạm biệt bà đó mà. Và con còn muốn tặng cho bà cái này. Con chào bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con sẽ lại tới thăm bà. Cha Đu à, cha Đu à. Bà ơi bà. Nè, con giữ nó đi. Con không cần đâu, con đã tặng nó cho bà rồi mà. Nhưng mà ta thật sự muốn con giữ nó, con đừng từ chối nữa. Dạ, như vậy cũng được thưa bà. Con xin cảm ơn bà rất nhiều. Kẹo này thì ngọt và thơm, kẹo này thì ngọt và chua. Mày làm cái gì vậy hả? Mày muốn cái gì chứ? Thì ra đây là kẹo hả? Mẹ ơi! Heh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